Hưng Yên từ xưa đã nổi tiếng với đặc sản nhãn lồng và sen. Nếu nhãn được xem là vương giả chi quả, thì sen được tôn là vương hậu chi hoa. Nhiều đời nay, người dân Hưng Yên gắn bó cùng sen. Người Hưng Yên tận dụng mọi bộ phận của sen để làm thuốc, thực phẩm, món ăn, nấu trà. Đặc biệt, hạt sen khô là sản phẩm quý, tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Có lẽ, chẳng có loài hoa nào lại cho chúng ta cảm giác mộc mạc và bình dị như sen. Những bông sen vươn lên trong đầm bùn lấm lem với bát ngát lá xanh, rồi e ấp dịu dàng như người thiếu nữ chưa vội nở. Màu xanh của lá, màu hồng pha chút trắng ngà của hoa cứ thế trải khắp trên 100 hectare diện tích mặt nước ao đầm hồ. Sen tập trung nhiều ở thành phố Hưng Yên và các huyện Kim Động, Khoái Châu, Tiên Lữ, Phù Cử. Trở về quê hương, sau nhiều năm công tác xa nhà, nhận thấy tại địa phương có nhiều diện tích ruộng bị bỏ hoang hóa, ông Bùi Đức Tình, xã Xuân Trúc, huyện Ân Thi đã mạnh dạn thuê 11 mẫu đất để trồng rất nhiều loại hoa sen. Mỗi vụ sen đến trung bình một ngày gia đình ông Tình có thể cho tiêu thụ từ vài nghìn đến hàng vạn bông sen, cho thu nhập vài triệu đồng một ngày. Ngoài ra, ông còn dành riêng diện tích trồng sen bách diệp để làm trà sen. Trồng sen nó có thể gấp nhiều lần so với trồng lúa vì hiệu quả kinh tế rất cao. Nhìn chung là mình mà nhàn và chăm sóc nó dễ hơn, không sợ mất mùa. Cứ đến mùa sen thì tôi lại đến đầm lấy về để bán. Sen lấy hoa này thì nó rất là đẹp và thơm. Khách của tôi thì mua rồi thì thường là sẽ mua lại. Để tăng giá trị cho cây sen, nhiều công ty, hợp tác xã, hộ dân trên địa bàn tỉnh còn làm nhiều sản phẩm như hạt sen khô, bứt sen, long nhãn ôm sen. Hàng năm, Hưng Yên cung cấp ra thị trường trên 5.000 tấn hạt sen sản phẩm được tiêu thụ rộng rãi ở khắp các tỉnh thành và đã được xuất khẩu sang một số thị trường lớn như Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Nga. Hạt sen của Hưng Yên thì chúng tôi làm ra các cái sản phẩm tin tưởng hơn, kết hợp với lại cả long nhãn để làm ra là sản phẩm long nhãn ôm sen, thì được bạn hàng và khách hàng đánh giá rất cao. Hiện nay thì Vinagri đang triển khai thêm một xưởng nữa tại huyện Khoái Châu. Tại huyện Khoái Châu chúng tôi chú trọng đi vào hai dòng sản phẩm, đó là sen xốp giòn và sen tươi xốp giòn, cũng là đặc sản sen của tỉnh Hưng Yên mình. Đối với rất nhiều người dân Hưng Yên, mỗi mùa sen về, việc đi chợ lựa chọn những hạt sen tươi về nhà tự chế biến và thưởng thức những món ngon từ hạt sen như chè hạt sen long nhãn, xôi hạt sen lá dứa đã trở thành nét văn hóa ẩm thực, thành thói quen khó bỏ, thân thương và đậm vị Hưng Yên. Năm nào vào mùa sen tươi cũng thế, là gia đình tôi là làm sen, trước hết là phục vụ gia đình. Sen Hưng Yên là sen truyền thống từ xưa đến nay, là ngon, bở, nó thơm. Những năm gần đây, mô hình trồng sen kết hợp với dịch vụ du lịch trải nghiệm tham quan, chụp ảnh đã mở ra một hướng mới trong phát triển kinh tế, mang lại nhiều lợi ích cho người nông dân. Thì Hải Dương tôi về đây để tôi chỉ muốn là chụp ở cái đầm sen. Thứ nhất là nó thoáng mát, thứ hai là bông sen cái như là trông nó hồng mà trông nó đẹp, mà mùi hương nó dễ chịu. Mỗi năm thì em thường là chụp một số bộ ảnh về sen. Em được chụp được khá nhiều đầm sen khác nhau. Nhưng khi về Hưng Yên thì em thấy đầm sen ở đây rất là rộng, không khí thì trong lành và sen nở rất là đẹp. Em thấy rất thích khung cảnh các đầm sen ở Hưng Yên. Năm 2023, Cục Sở hữu trí tuệ đã cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu sen Hưng Yên cho tổ chức chủ sở hữu là Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên. Đồng thời, Sở Khoa học và Công nghệ đã cấp quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận cho 11 tổ chức cá nhân tiêu biểu có hoạt động sản xuất kinh doanh sản phẩm từ sen trên địa bàn tỉnh, tiếp tục hỗ trợ phát triển thương hiệu cho các sản phẩm từ sen của tỉnh Hưng Yên và thực hiện quyết định số 2827 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt đề án tiếp tục phát triển thương hiệu các sản phẩm chủ lực tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030. Năm 2024, Sở Công Thương tỉnh Hưng Yên triển khai các hoạt động hỗ trợ cho thương hiệu sen Hưng Yên.